Xin chào mọi người, tôi đang có mặt tại gian trưng bày của Mercedes-Benz trong khuôn khổ triển lãm Frankfurt Motor Show IAA 2019 diễn ra tại Đức. Xe thì tôi cũng đã giới thiệu khá nhiều rồi, nhưng mà tôi vẫn đang ở gian hàng này vì nó vẫn còn có cái điều hay. Hãy theo tôi sẽ dẫn các bạn đi vào một cái mê cung rất là đẹp. Một cái khu vực gọi là sắp đặt, trình diễn, ánh sáng, rồi nhiều thứ rất là hay ho. Như đây chẳng hạn, đây cũng là một trong những chỗ đó. Nhưng mà ở đây thì xếp hàng rất là lâu, cho nên là thôi, đi theo tôi. Cái chỗ này của tôi nó còn đẹp hơn, hay hơn. Toàn bộ khu này là của Mercedes này, rất rộng. Trong triển lãm năm nay thì Mercedes chiếm diện tích có thể nói là lớn nhất. BIM cũng không bằng, Audi không bằng, không một thương hiệu nào bằng cả. Chỉ đi hết gian của Mercedes thôi là đã đủ mỏi chân rồi, tê tái rồi. Khoan, bạn đi từ từ, hãy nhìn đây, bắt đầu từ vào đây, hãy nhìn, nó sẽ đẹp như thế này đây, như kiểu một ma trận hình ảnh đấy. Đó, thấy chưa? Nhưng mà đây mới chỉ là một cái màn chào đầu thôi, chỉ là một màn chào đầu thôi. Đi vào đây, hãy theo tôi. Wow, ấn tượng chưa? Đó, bây giờ mình đi vào đây hay đi vào đây? Đi vào đây chưa? Ok, hello. Đây, riêng cái thang cuốn này nhìn đã đẹp rồi nhá. Rồi, hãy nhìn lên trên, nhìn lên trên. Trời ơi, âm thanh hai bên này, ngôi sao bay tung tóe xung quanh này, ánh sáng này, đẹp nhỉ. Nhưng mà đây cũng chỉ là mới đầu thôi, màn chào hỏi dạo đầu đấy. Lát vào trong kia mình ấn tượng. Lần này đội tổ chức sự kiện của Mercedes hoành tráng thật, siêu khủng khiếp luôn. Họ có những cái dây, sợi dây đan vào nhau này, cái kiểu đế co này đẹp lạ. Wow, ok là đây, các bạn hãy nhìn nhá, đèn này, cái đèn này nó sẽ di chuyển này, nó thò ra thụt vào này, bạn nhìn nhá, có người đi vào là nó sẽ sáng này. Đó, thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ thử nhá, tôi sẽ đi vào đây này, sáng này, bây giờ tôi sẽ giơ tay đây nhá, sáng này. Wow, trái tim luôn, tình yêu luôn, trời ơi, ấn tượng chưa? Kinh khủng, kinh khủng. Kia nữa, trời ơi, nó là những cái sợi dây đan vào nhau. Wow, nhìn cái màn hình này, chất lượng chưa? Tôi không biết là mình chào vào đâu, chào vào màn hình hả? Wow, chạm luôn, ăn thua luôn này. Chạm đến đâu là sợi dây nó lại sẽ kết nối đến đấy này. Wow, nhìn nhá, rồi chất lượng thật. Ở đây xem nào, ở đây xem nào, volume này. Chưa được. Chất lượng thật, một cái màn hình siêu to khổng lồ. Nên thực ra nó là công nghệ máy chiếu và camera thông minh, ấn tượng thật. Rồi, ra sang đây. Là cái quầy mô phỏng MBUX. Quầy mô phỏng MBUX, nhưng mà có người rồi, thôi không kệ đi. Đây là chiếc EQC 400
Nó giống như kiểu chiếc GLC đấy nhưng mà chạy điện hoàn toàn. Đây. Chất lượng chưa? Cái kiểu decor này đẹp quá. Ôi, cái màn hình nó còn di động này. Ôi. Hay nhờ. Yêu thật đấy. Có sensor, có người đứng trước này nó mới chạy. Ồ, đây à, có người đứng trước nó mới chạy à? Hay nhờ. Màn trình diễn gọi là quá ấn tượng. Nó đi vào đây. Ui, đẹp chưa kìa. Trời ơi. Ờ, hình như là đi vào đây có cái gì đây này. Đi vào đây được không? Thôi nhá, không cần. Ở đây bạn tưởng tượng như là đây, phía này của tôi. Ơ, đây khoan, đi vào đây xem cái xe này này. Đây là cái xe Vision Urbanetic. Siêu lô khổng to, à siêu to khổng lồ. Đó. Cái xe này chắc là nó tự hành. Mình chỉ cần ngồi vào trong thì nó tự đi. Nhưng mà có lẽ là trong các phim viễn tưởng thôi. Để thực hiện được bình thường ở trên đường thì chắc còn rất lâu. Đây này. Đấy. Đây rõ ràng là vẽ rồi, CGI rồi. Rồi đi theo tôi. Vào đây. Vào đây các bạn tưởng tượng như là đang lạc vào một cái hang động ở trên hành tinh Krypton của Superman ấy. Trời ơi, đây anh phải nhìn hướng này anh mới thấy. Trời ơi. Nhìn trên trần. Ồ. Dã man chưa? Cẩn thận ngã nhá, vào đây là có vẻ như là mê cung. Wow. Chất thật. Quá chất lượng luôn. Chơi ánh sáng quá hay luôn. Wow. Thích thật đấy. Đẹp thật. Đây, hãy nhìn xuống dưới, hãy nhìn xuống dưới. Bạn đứng ở đấy, hãy nhìn ở đây. Đẹp chưa? Nó sẽ chơi thay đổi âm nhạc, à âm thanh, ánh sáng nó sẽ thay đổi theo âm nhạc. Nhạc đến đâu âm thanh nó sẽ nhảy theo cái âm nhạc đó. Hấp dẫn thật. Ông nào đạo diễn quả này quá đẳng cấp luôn. Đây là chiếc GLE 400D phiên bản coupe. Màu blue luôn, màu xanh này quá đẹp. Trời ơi. Đúng màu tôi thích. Đẹp thật. Đẹp quá. À, lát nữa tôi sẽ có một cái chỗ này cho các bạn xem rất hay. Các bạn đi với tôi. Nó nằm ở trên này cơ. Lát nữa chúng ta sẽ lên trên này. À, tiếp luôn hả? Ok. Kìa, nó ở đâu đó ngay trên đầu này. Lát nữa mình lên đây. Thế thì phải vòng vòng lại đây thôi. Chúng ta sẽ đi ở đây trước. Đây là cái sân khấu. Cái chúng ta đang đứng ở trên nóc sân khấu. Kia là khán đài. Ở phía trên nó sẽ là khán đài. Lúc nãy thì một sự kiện của MEC đã diễn ra ở đây. Như là một cái rào hát rộng mênh mông ấy, siêu to khổng lồ. Đây, chúng ta sẽ đi hướng này. Bạn sẽ nhìn ở cái hướng này thì nó sẽ thấy nó đẹp này. Cây xanh này biểu thị cho môi trường này. Cây thật luôn nhá. Thế mới yêu chứ. Cây thật luôn. Chất lượng thật. Rồi, quay lưng lại. Quay lưng lại. Ủa, chất lượng chưa? Này là cái gì đây? Như lạc vào một mê cung, một cái gì đấy huyền ảo. Như kiểu đang phê ấy. Không thể đi nổi. Ê, đây có cái này hay này. Thế thôi, người ta đi mất rồi. Ồ, thôi được rồi, người ta chơi mất rồi. Có nhưng mà có Mario á. Ờ. Chơi Mario bằng xe. Ờ, mà thôi, không sao. Cái đấy mất thời gian lắm. Mình đi tiếp. Hình như ra đến đây là hết rồi.
Nhưng mà còn một chỗ nữa ở trên nóc này này. Chỗ đấy là chỗ siêu to nguy hiểm mà tôi muốn dẫn các bạn đi. Chúng ta sẽ quay trở lại bởi vì nó có một cái vòm kính nó thò hẳn ra ngoài. Đi, đi theo tôi, đi theo tôi. Cái xe này là cái xe gì mà dị không ơi? Nhìn này, dị dã man luôn, dã man tàn bạo luôn. Sao họ lại có thể vẽ ra những cái chiếc xe kiểu này nhỉ? Vision EQ Silver Arrow, mũi tên bạc. Hay thật. Rồi bây giờ mình đi lên đi. Mình đi lên để mình ra cái chỗ, mình đi ra cái chỗ mà cái vòm kính ấy nguy hiểm lắm. Mà tôi thích, tôi rất thích mạo hiểm. Đây này, nó trên nóc này này. Mình quay lại một tí. Đây, 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 đây. Đứng ở đây sẽ nhìn thấy. Đây này. Đây. À, bạn nào mặc váy thì chắc chắn là không nên đứng ở đây rồi. Rất nguy hiểm. Nhưng mà tôi sẽ ra đấy, tôi xem như thế nào, xem mình có đủ liều để ra đấy không. Thử cái coi. Thử cái coi nhỉ. Rồi bây giờ sẽ đi lại cái khu này. À, đi đường nào ra đấy nhỉ? Đi lên lại này. Lại lên lại đúng không? Ok. Một loạt những xe màu trắng này. Và CLA luôn. Các biến thể của CLA. Ờ. Đi ở đây họ bố trí ánh sáng với âm thanh hay thật. Ui, chỗ này là chỗ mà tôi thích nhất đấy. Quá đẹp luôn. Mà họ trang trí có vẻ như là khá đơn giản. Tôi có thể vào đây chọn màu phản ánh sáng nước ngoài được tí nhỉ. Ok. Đấy rồi, mình sẽ đi ra cái chỗ kia. Ảo hức quá. Đâu rồi, đấy rồi. Đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. À, mạo hiểm nhá, mạo hiểm nhá. Nhìn đến thôi nhưng mà không phải ai đây này, nhìn này, không phải ai cũng dám ra đâu mày. Đừng có dẫm mạnh như thế, trời ơi. Đây. Ở dưới toàn là kính nhá. Này. Nhìn nhìn video thì rất hay nhưng mà đi ra đây nó cũng hồi hộp ra phết. Wow. Cũng hồi hộp ra phết đấy. Bây giờ trong đầu chỉ cần tưởng tượng cái gì đấy nó không lành mạnh hoặc là đây. Nhìn này, sợ nhất là cái kính như này. Sợ nhất là cái kính này. Ok. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Ok, ok. Rồi. Hòm hòm rồi đấy, tôi dẫn các bạn đi xem thấy là hòm hòm rồi đấy. Các bạn thấy gian trưng bày của MEC năm nay thế nào ạ? Có khủng khiếp không? Siêu to khủng khiếp đúng không? Không có một gian hàng nào bằng gian hàng của MEC tại triển lãm Frankfurt lần này. Khủng khiếp. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Nhớ subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới thường xuyên hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.